Trận này thì hiệp 1 Thanh Hóa có thế trận rất là tốt, nhưng mà sang hiệp 2 thì đội lại lùi về phòng ngự, thì có phải là cái điểm yếu, có phải là cái việc mà đội thi đấu dày quá làm cho thể lực cầu thủ không được đảm bảo? Trận đấu này chúng tôi thi đấu tốt. We create more than 5 clear chances, score more goals. Chúng tôi phải 4-5 cơ hội để ghi bàn cho trận đấu phải năm. And then football is very simple game about goal, scoring goal. Đấy, bóng đá là đơn giản thôi. Khi mà bạn ghi bàn thắng. So when you create more than 5 clear chances and not score, that means that your game is not effective. Thì đương nhiên nữa, khi mà bạn có những cái cơ hội trong trận đấu, 4-5 cơ hội bạn không tận tận dụng được ghi bàn, thì tự nhiên cái trận đấu nó quay trở lại bất cả. I don't remember another team to create so many chances against Hanoi here in the stadium. Ông ấy cũng không nhớ rõ là hôm nay đội Hà Nội có bao nhiêu cơ hội có thể ghi bàn. And when you create so many chances and not score them, you deserve to be punished and we were punished. Và đương nhiên khi mà chúng tôi có quá nhiều cơ hội hơn mà không tận dụng được cái cơ hội đó thì đương nhiên thì chúng tôi thất bại trong bài này. Hanoi was much more effective than us. Và Hà Nội đã tận dụng được hơn chúng tôi. And this is the difference in the game. Đó là cái sự khác biệt. We didn't punish their mistake, they punish our mistake. Đấy, chúng tôi phải trả giá những cái mắc sai lầm của chúng tôi khi không tận dụng được ghi bàn, và họ đã tận dụng được cái mắc sai lầm của chúng tôi để ghi bàn. But we have so many problems that we cannot ask more from the players. Thì đương nhiên là có nhiều cái vấn đề ở đây, thì cũng không thể làm đòi hỏi các cầu thủ của chúng tôi hơn nữa được. We are very limited like options. Thì đương nhiên chúng tôi là một cái đội bóng bình thường. And when you see the bench of Hanoi and our bench and when they make substitution, this makes the difference. Các bạn có thể là quan sát ở trên băng ghế dự bị giữa số cầu thủ ở Hà Nội và cầu thủ Thanh Hóa, đó là một sự khác biệt. Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của số 10 bên phía đối thủ mà đã bị cú đúp trong trận này? I'm not the person to talk about him. Everybody knows that he's the best Vietnamese player in the last 10 years. Thôi, tôi cũng không phải là nói nhiều nữa. Ở đây các bạn có thể hiểu hơn và biết hơn. Không phải là bây giờ mà 10 năm trở lại đây, cậu ấy là như thế nào. Các bạn có thể là biết hơn ông ấy rất nhiều. Tất nhiên bạn ấy như thế nào. It's a dream for every coach to have player like him in his team. Một cái nữa là tất cả các huấn luyện viên đều muốn có cậu ấy trong team. Come on.